Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Và đừng quên click vào hình cái chuông để theo dõi những video mới nhất. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhật Anh. Hôm nay đến với video này, mình sẽ chia sẻ cho mọi người một mẫu bàn tay của một người nam được coi là bàn tay thành công, giàu có và tiền bạc rất là sung túc. Mình sẽ đi phân tích luôn. Chủ nhân của bàn tay này là sinh năm 1980, đó là tuổi Canh Thân. Năm nay 41 tuổi âm. Cung bát quái là cung Khôn, mệnh là mệnh Mộc. Cái điều đầu tiên đập vào mắt ta khi nhìn vào bàn tay này, đó là ngón áp út của người này chính là ngón đeo nhẫn cưới. So với cái ngón trỏ thì ngón áp út cao hơn ngón trỏ. Cái điều này mình đã chia sẻ ở rất nhiều video cũ rồi. Đây là một dấu hiệu nói là người tham công tiếc việc, rất là tham làm, có trách nhiệm với công việc. Một khi làm chưa xong việc thì chưa bao giờ nghỉ. Đấy, điểm đầu tiên khi nhìn vào ngón tay ta có thể biết được tính cách của họ như thế nào. Và cái điều thứ hai là khi khép cái lòng bàn tay lại thì không hề có một cái kẽ hở nào cả. Thì nói đây là một người giữ tiền được, làm ra tiền mà giữ tiền được. Cuộc đời sẽ không bao giờ phải rơi vào những cái cảnh gọi là quá túng quẫn đến nỗi mà phá sản tan tành hết, mất đi tất cả. Đấy. Nhưng mà nếu có mất đi đấy thì cũng lấy lại được một cách rất là nhanh chóng và dễ dàng. Mình đã xem cho rất nhiều người rồi. Ai mà khi khép cái lòng bàn tay lại mà nó không chặt kẽ hở quá nhiều thì có làm được bao nhiêu của thì cũng tan tành hết bấy nhiêu. Mọi người cứ thử nghiệm và chính bản thân mình xem có đúng không nhé. Tiếp theo, đó là nhìn cái khuôn mẫu bàn tay này có vẻ rất là chắc chắn. Và có một cái ngón cái rất là to và lớn. Ngón cái sẽ chủ về ý chí, sẽ chủ về tham muốn, sẽ chủ về nguyện vọng. Ngón cái to nó thể hiện là người có ý chí rất là lớn. Một khi đã làm cái gì thì quyết tâm cho bằng được, theo đuổi bằng được thì thôi. Và cũng thể hiện là một người tham vọng vô cùng lớn luôn. Người nam nào có ngón cái to lớn thì sẽ là người dễ đạt được cái sự thành công và có một ý chí rất là kiên định. Đây là một điểm tốt nữa cho lòng bàn tay này. Và ta nhìn vào các gò trên lòng bàn tay, đó là gò Mộc Tinh, gò Thái Dương nổi lên rất là cao. Đây là những cái dấu hiệu của người dễ dàng đạt được cái sự thành công may mắn trên con đường công danh sự nghiệp. Gò Mộc Tinh nó cũng chủ về ý chí, nó cũng chủ về công danh. Gò Mộc Tinh nổi cao là người sẽ đạt được cái địa vị trong xã hội, sẽ được nhiều người biết tới, nhiều người gọi là nhờ vả tới, và họ sẽ có quyền lực trong một cái môi trường làm việc nào đó. Và cái gò Thái Dương nó nổi cao, nó thể hiện là người có lộc kinh doanh, có lộc buôn bán, có lộc đầu tư. Và mình xem cũng rất nhiều mẫu bàn tay rồi, nhiều người họ làm bên mảng đầu tư bất động sản, và họ cũng có cái gò Thái Dương này nổi rất là cao. Những người nào có gò Thái Dương nổi cao như người này thì chắc chắn là sẽ có lộc về đất đai. Đầu tư vào đất đai là sẽ sinh lời, hoặc bằng không sẽ được thừa hưởng tài sản từ ba mẹ để lại cho, ví dụ như là đất đai, bất động sản. Quan sát chung lại một lần nữa, ta thấy màu sắc của bàn tay này có một cái điểm rất hay, đó là toàn bộ lòng bàn tay có màu ửng hồng. Trong xem nhân tướng bàn tay, màu sắc bàn tay nó ảnh hưởng rất quan trọng đối với vận mạng của người đó. Màu sắc của bàn tay này ửng hồng nó thể hiện một điều: khí huyết tốt, sức khỏe tốt, thể trạng tốt, nên máu nó dồn vào tay tràn đầy và màu sắc rất là tươi đỏ, tươi nhuận. Nó cũng thể hiện là cuộc đời sẽ gặp được nhiều may mắn, được sự ủng hộ từ tất cả mọi người, từ người ngoài xã hội, anh em bạn bè cho tới cả người nhà. Và cái da bàn tay của người này thì chúng ta sẽ thấy là tương đối là cũng tươi sáng, cũng không gọi là
da tay không gọi là nhão quá, mịn quá, mà da tay cũng không phải là khô quá. Cái màu da tay này rất là tươi tốt. Tiếp theo, ta sẽ đi phân tích về đường chỉ sinh đạo. Đường chỉ sinh đạo của người này khởi nguồn từ giữa ngón trỏ và ngón cái, nó chạy thẳng tới dưới cổ tay. Đường sinh đạo này có một điểm bất thường là ngay đoạn đầu bị nhiều vết cắt. Đây là dấu hiệu nói về thời trẻ người này rất là gian nan, khoảng tầm từ năm 1 tuổi cho đến năm 30 tuổi sẽ gặp nhiều gian nan, gặp nhiều bất hạnh thời thơ ấu, sống trong một cái gia đình kém đầy đủ về vật chất cũng như là hạnh phúc gia đình. Đấy là người có đường chỉ sinh đạo đoạn đầu bị cắt nát quá nhiều. Nhưng có một cái điểm cộng cho cái đường chỉ sinh đạo này, đó là bên cạnh cái đường chỉ sinh đạo có một đường chỉ chạy song song, hai đường chạy song song luôn. Đó là đường chỉ sinh đạo đôi, mình đã giới thiệu ở rất nhiều video cũ rồi. Người có đường chỉ sinh đạo đôi nó sẽ có mấy cái yếu tố thành công như sau. Người sở hữu đường chỉ sinh đạo đôi sẽ là người gặp nhiều tai nạn thập tử nhất sinh nhưng cũng đều được thoát một cách trông thấy. Mình đã xem cho rất nhiều người đời có chú làm cựu chiến binh, đã đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cũng có đường chỉ sinh đạo đôi này, và đã cũng bị mấy lần những cái mảnh bom mảnh đạn bay vào người, văng vào người, phẫu thuật mấy lần nhưng mà đều vượt qua. Năm nay cũng bảy mấy tám chục tuổi rồi. Thì đây, cái mẫu bàn tay này được cái sự may mắn đó là có đường chỉ sinh đạo đôi. Và cái giá trị thứ hai mà đường chỉ sinh đạo đôi mang lại đó là người sở hữu nó về cuối đời hậu vận sẽ được nhờ về đường con cái. Con cái của họ sinh ra sẽ rất là ngoan và sẽ rất là có hiếu. Mình đã thông qua, kinh qua rất nhiều bàn tay rồi. Thì đây là một cái yếu tố vô cùng chính xác mình muốn giới thiệu đến cho mọi người. Và ta sẽ đi phân tích tiếp đường chỉ sinh đạo này. Về phần bắt đầu từ phần giữa trở đi, đường chỉ sinh đạo có nhiều cái đường chỉ hướng lên. Đây được gọi là đường chỉ tài đạo. Đường chỉ tài đạo là sở hữu nó vào khoảng thời gian nào trong lòng bàn tay thì khoảng thời gian đó tiền sẽ vào, thuận lợi trong việc làm ăn. Thì thời vận làm ăn của người này là bắt đầu từ năm 36 tuổi trở đi. 36 tuổi trở đi đến năm 40 tuổi là cái khoảng khởi nguồn tiền tài dễ làm ra, kinh tế tốt, phát triển về làm ăn. Tiếp theo, ta sẽ phân tích đường chỉ trí đạo. Trên đường chỉ trí đạo này có một cái đặc điểm đó là sao? Có một cái củ lao nó hiện ra. Đây mình vẽ cho mọi người xem. Nó như là hạt gạo đấy. Củ lao này xuất hiện ở giữa đường chỉ trí đạo. Những người sở hữu cái củ lao này thì phải cẩn thận các bệnh về mắt. Mình đã xem cho rất nhiều người rồi, dễ bị cận thị này, bệnh về mắt này, hư mắt, hỏng mắt này. Và nhất thiết là các bệnh về phần đầu. Đấy, hoặc là đau đầu, huyết áp gì đó. Mình đã xem thông qua rất nhiều bàn tay rồi. Ai có củ lao như cái hạt gạo này thì cẩn thận các bệnh về phần đầu, các bệnh về phần mắt, hết sức là phải lưu ý. Nhất là những ba mẹ nào thấy con cái mình mà có cái củ lao trên đường chí đạo này thì phải cẩn thận để ý con cái mình, xem tay con cái mình mà có củ lao này, khuyên đừng cho sử dụng điện thoại, tivi quá nhiều, sau này sẽ rất là ảnh hưởng. Nhìn tổng quan đường chí đạo của người này thì tương đối là đậm, mình đánh giá là tương đối là đậm, rõ nét, thì cũng thể hiện là người thông minh, cư xử đúng mực, lời ăn tiếng nói rõ ràng, biết thuyết phục đối phương, đi giao tiếp thì hay lấy lòng được của người khác, được đối phương, đối tác tin tưởng. Đây là cũng là một cái điểm cộng cho mẫu bàn tay này. Và ta sẽ đi phân tích đường chỉ tâm đạo. Đường chỉ tâm đạo của người này tương đối là đậm và rất đậm. Người nào có đường chỉ tâm đạo đậm, sâu, rõ ràng như này thì sẽ là người sống thiên về tình cảm, là người cư xử rất là sâu sắc. Làm gì, làm bất cứ việc gì hay nghĩ cho lợi ích của đối phương trước rồi mới nghĩ đến lợi ích của mình về phần sau cùng. Đây là người sống rất có tâm.
Người nào ấy mà cái đường chỉ tâm đạo này nó mờ nhạt mà nó mỏng manh thì sẽ là người sống gọi là buông thả, hời hợt, không có sâu sắc. Mà người nào cái đường chỉ tâm đạo này nó đậm sâu thì là người sống sâu sắc, thiên về tình cảm. Có thế thôi. Đấy, hôm nay mình xin chia sẻ hết cho mọi người để mọi người có thể biết được cái bí quyết xem bàn tay như thế nào. Và đường chỉ tâm đạo đậm cũng là một người không có xảo trá và tâm rất là tốt, cũng rất tin vào tâm linh, rất tin vào tâm linh, rất tin vào bề trên. Mình đã xem cho rất nhiều sư thầy cũng như là bên Thiên Chúa này, ở bên Đạo Phật này, những vị linh mục này, mình cũng đã nghiên cứu qua thì cũng cái đường tâm đạo của họ cũng rất là đậm. Họ hoạt động tâm linh rất là tốt, họ rất là sùng đạo. Mọi người có thể xòe bàn tay người thân mình ra từ xem người nào họ tin về Phật pháp này, tin về tâm linh này, tin về đạo thờ tổ tiên ông bà này, thì sẽ thấy cái đường tâm đạo của họ tương đối là đậm, rất là đậm và họ rất là sâu sắc. Và cái đường tâm đạo này mình có thể nhìn qua là mình có thể biết là họ là người xảo trá, gian trá hay là người thật lòng, cũng chính nhờ cái độ đậm nhạt này thôi. Tuy cái đường tâm đạo này, cái điểm kết thúc của nó là giữa kẽ ngón trỏ và ngón giữa. Vậy điều này nói đến điều gì? Nó thể hiện là một người hơi cứng đầu, đôi lúc hơi bảo thủ. Một khi đã quyết cái gì, đã làm cái gì, đố ai mà ngăn cản được đấy. Làm cho tới cùng, cho tới nơi tới chốn, không ai có thể gàn được. Kể cả ba mẹ có vào có gàn cũng không thể nào gàn nổi. Đã quyết cái gì thì phải làm cho tới nơi tới chốn, làm tới bằng xong thì thôi. Đây cũng là một cái điểm cộng nhưng cũng là một cái điểm trừ. Bởi vì nếu đi theo cái đúng thì không sao, nhưng mà nếu đi theo cái sai thì cái tính cứng đầu này nó sẽ làm hư hết, hỏng hết. Nhưng đối với một cái đường tâm đạo đậm và rõ nét như này, mình nghĩ nó cũng không đến nỗi nào đâu. Có sai thì cũng sửa nhanh thôi. Cuộc đời mà, ai chả có lúc vấp ngã. Và phần nữa ta sẽ phân tích đường chỉ số phận. Đường chỉ số phận là xuất phát từ gò thái âm, chạy lên ngón tay giữa rồi dừng. Gần ngón tay giữa rồi dừng. Đây là gọi cái gò thổ tinh đấy. Nhiều người ấy, có cái đường chỉ số phận này nó xuất phát từ cổ bàn tay kia. Nhưng mẫu bàn tay này, đường chỉ số phận lại xuất phát ở 2/3, ngay ở cái gò thái âm này. Thì nó sẽ báo hiệu là người bước chân ra đời, biết kiếm ra đồng tiền hơi muộn chứ không phải là sớm. Độ tuổi chắc khoảng tầm 25-26 mới bước ra đời, mới gọi là mới trải đời, mới biết sự đời một xíu. Nhiều người đấy, cái đường chỉ số phận này nó xuất phát từ ngay cạnh, bắt đầu là cái gần cổ tay này. Nó thể hiện là người đó ra đời rất là sớm, có khi năm mười mấy tuổi đã biết ra đời rồi, đã va chạm, đã biết kiếm tiền rồi. Đấy, mọi người có thể căn cứ cái điểm xuất phát của nó thôi là mình có thể biết họ ra đời sớm hay muộn. Các bạn phải lưu ý vấn đề này để nắm bắt cho nó kỹ lưỡng và chính xác nhất. Đường chỉ số phận này tương đối cũng gọi là đậm thì không đậm quá đâu, nhưng gọi là cũng gọi là cân phân, cũng gọi là tạm chấp nhận được. Nó tương đối là thẳng, ít vết cắt. Và điểm kết thúc của nó là cạnh cái đường, sát cái đường tâm đạo luôn, dừng ở ngay đường tâm đạo. Thì đây là một người nặng gánh gia đình. Mình đã chia sẻ rất nhiều video cũ rồi, rất nặng gánh gia đình, lo toan cho gia đình rất nhiều. Không chỉ lo gia đình mình, còn có lo cho gia đình bên ngoại, bên nội, đủ thứ hết á. Bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu thứ dồn hết vào chính bản thân mình, mình phải đứng ra gánh vác. Đây là mẫu bàn tay nặng gánh gia đình. Tiếp theo, trên gò thái âm có xuất hiện nhiều cái đường chỉ nó chạy ngang qua. Mình vẽ cho mọi người xem đây. Đây được gọi là đường chỉ du lịch. Đường chỉ du lịch của người này tương đối là rõ ràng. Thì nó nói là người số là phải đi xa làm ăn, chứ không phải ở trên đất quê hương đâu. Xa làm ăn, đi xa quê hương, xa xứ sở, có khả năng đi xuất ngoại được. Những người số đi xa làm ăn đa phần sẽ xuất hiện những cái đường chỉ này. Đó là đường chỉ du lịch, xin nhắc lại một lần nữa. Và nếu mà xuất hiện đường chỉ du lịch ở ngay cái gò thái âm này thì nên đi xa làm ăn thì dễ thành công hơn, thuận lợi hơn, hơn là ở trên đất quê hương. Mình xem cho mấy người Việt Kiều đấy, họ cũng có đường chỉ du lịch rất đậm, rõ nét. Tiếp theo, có một cái đường chỉ thủy tinh, nó xuất phát từ được sinh đạo, nó chảy lên gần ngón tay út. Đường chỉ thủy tinh của người này thì bị đứt đoạn, nhưng mà càng về cuối nó càng đậm.
Người sở hữu đường chỉ thủy tinh thì sẽ là người ăn nói lưu loát, sẽ làm những nghề mà sử dụng lời ăn tiếng nói để kiếm tiền. Đa phần sẽ là giới kinh doanh, đầu tư. Nếu hướng theo con đường kinh doanh đầu tư thì sẽ là tốt nhất. Mình đã xem cho rất nhiều người là họ kinh doanh rất là giỏi và họ cũng sở hữu cái đường chỉ thủy tinh này rất đậm, rõ nét. Có thể là bây giờ nó còn hơi mờ, nhưng sau này mình tin chắc đường chỉ này nó sẽ đậm, bởi vì người này mới có 41 tuổi thôi, còn rất là trẻ, mới được bắt đầu là đổ về chung chung thôi. Và mọi người nhìn kỹ đấy, nhìn cái mẫu bàn tay này này, nhìn ngoại cảnh xung quanh này, mọi người có thấy là trên bàn làm việc của người này không, có giấy tờ này, có máy tính này, là mọi người cũng đã đủ thừa biết rồi, người này là giới kinh doanh rồi. Và một điểm kỳ lạ nữa đó là ta có thể thấy đó là có một cái nốt ruồi. Nốt ruồi nó nằm ở vị trí đốt thứ 3, ngón tay áp út. Đấy. Đây là một cái dấu hiệu nó nói lên là cẩn thận các bệnh về mắt. Nhiều người có nốt ruồi này mà đậm, thật đậm này, rất dễ bị hư mắt, hỏng mắt, có khi là mù lòa nữa. Mà phải mọi người phải lưu ý vấn đề này, ghi nhớ thật kỹ. Vừa nãy đường chỉ trí đạo rồi, mình cũng nói rồi, cẩn thận các bệnh về mắt, có cù lao, cẩn thận các bệnh về mắt. Và trên ở dưới cái ngón áp út đây nữa, có nốt ruồi đây nữa, nó cũng báo thêm một điểm nữa là cảnh báo. Nhưng mà cái đường, nhưng mà cái điểm nốt ruồi này cũng rất là mờ, nghĩ là cũng không đến nỗi nào đâu. Nếu mà nó đậm mới đáng là lo, chứ nó mờ thì cũng không đến nỗi nào. Tiếp theo, ở cuối đường sinh đạo của người này có một cái dấu chữ thập. Người sở hữu chữ thập cuối đường sinh đạo thì sẽ thể hiện là người về hậu vận rất là khá, đầy đủ, tiền tài sung túc. Nói chung là sẽ có một cuộc sống rất là ấm no, hạnh phúc về cuối đời, về cả gia đình cũng như là tiền bạc vật chất, mọi thứ rất là ổn. Tổng quan lại, đây là một mẫu bàn tay tương đối là tốt, rất là đẹp, tạo thành hình chữ M. Thôi, mình cũng xin dừng video tại đây. Bạn nào thấy video này thật hay, hữu ích, nhớ nhấn nút đăng ký dưới đây cho mình, để mình thêm thật nhiều động lực nữa, tạo thêm nhiều video hay nữa để chia sẻ đến cho mọi người. Bạn nào muốn đặt lịch coi riêng hay muốn hỏi gì thêm, có thể nhắn tin trực tiếp cho mình qua số Zalo 0766623979. Nhận được tin nhắn, mình sẽ lên lịch coi riêng cho tất cả mọi người. Chào mọi người, hẹn mọi người vào video kế tiếp.